Vợ của anh là nữ chủ tịch cơ mà, thiếu quái gì tiền đâu. Anh không làm được ý, để tôi làm. Con này á, không bao giờ chịu thiệt đâu. Chẳng qua ấy, là em không muốn bán. Em mới viện hết cớ này đến cớ khác. Hay là em định sau này dẫn thằng khác về ở chung cái gì? Đã không giúp chồng thì thôi, suốt ngày cằn nhằn, keo kiệt, bùn xỉn. Đứng lại! Cô nói đây là chồng cô á? Ai là chồng của tôi? Anh Lâm, anh nói đi. Anh bảo anh mua nhà cho em mà, anh không mua à? Anh nhìn đây này, phòng trọ của em bây giờ ấy, rột nát, gió lạnh ơi là lạnh ý, mùa đông đến rồi ý. Anh muốn em bị ốm à? Thì em phải để từ từ đấy chứ, giờ giá nhà đang cao, để mua sau cũng được mà. Có mà anh tiếc tiền thì có ấy, mụ vợ của anh là nữ chủ tịch cơ mà, thiếu quái gì tiền đâu. Hay là anh lại giống như mấy thằng thích đi ăn vụng ấy, rồi thích tham của lạ, chị yêu thương quái gì. Không, anh bảo anh mua là anh mua mà. Chỉ là anh muốn tìm cái căn nào nó tốt tốt một chút, đầy đủ tiện nghi. Như thế lại không hơn à, hả? Chờ anh ấy lúc đấy á, có mà em chết cóng rồi. Thôi được rồi, thôi, giờ chiều anh nhịn hơi lâu rồi. Nào, anh có hứng ý, thì anh về nhà mụ vợ của anh đi, chứ em hết hứng rồi. Em làm sao nhở? Sao nãy giờ em cứ cằn nhằn mãi cái chuyện đấy thế? Thì anh nói mua thì anh phải mua chứ. Nếu mà nói mà không làm ý, chỉ bọn lươn khươn thôi. Này, nãy giờ anh nhịn em hơi quá rồi đấy, nhá. Anh không nhịn được à? Anh không nhịn được anh đi về đi. Anh không làm được ý, để tôi làm. Con này á, không bao giờ chịu thiệt đâu. Em đi. Em này. Bây giờ ấy, anh muốn một khoản tiền thì lấy ở đâu ra nhỉ? Anh cần tiền làm gì? Thì sắp tới anh có dự định anh làm ăn với bạn. Cái mối này nó cũng tốt, dễ sinh lời. Hay là em cho anh mượn đi. Có phải là em không muốn đâu, nhưng mà từ đầu năm đến giờ vì dịch bệnh cho nên là công ty em mở ra cũng chỉ để cầm chừng thôi. Nợ lương nhân viên 2 tháng nay rồi, bây giờ ở nhà cũng chả còn bao nhiêu nữa. Anh xem có còn ai nữa không để vay mượn. Bây giờ biết vay ai, ai người ta cho. Hay anh bảo này, hay là mình bán cái căn nhà ông bà ngoại cho đi. Không được đâu, căn nhà đó bố mẹ em cho để phòng. Em đang tính là để cho người khác thuê, lấy tiền cầm chừng đây này. Cho thuê mướn thì được bao nhiêu đồng, tiêu một phát là hết ngay. Bây giờ mình bán đi được một cục, lấy tiền để đầu tư có phải sinh lời dễ hơn không? Nhưng mà đấy là căn nhà bố mẹ em cho, em không định bán. Không bán anh nói thật, cứ để đấy ấy, rồi căn nhà đấy nó rồi nó cũng xuống cấp, nó cũ kỹ đi, bán chả được bao nhiêu đâu. Anh nói rồi, bán đi lấy tiền cho anh đầu tư, anh làm thế cũng vì cái gia đình này thôi. Nhưng mà căn nhà đấy là kỷ niệm của bố mẹ em trước khi cưới, em không nỡ. Kỷ với trải niệm, chẳng qua ấy là em không muốn bán, em mới viện hết cớ này đến cớ khác. Hay là em định sau này dẫn thằng khác về ở chung cái gì? Đừng nói linh tinh. Thế không phải thế thì là do đâu hả? Này, bố mẹ em mưu tính lập kế gì tới không biết à? Anh nói cái gì đấy? Nói cái gì? Anh nói có chứng cớ rõ ràng nhá. Rõ ràng căn nhà của ông bà ngoại cho cả hai đứa, nhưng mà tại sao chỉ có mang tên mình em? Tại sao lại thế hả? Em đổ quá đáng rồi đấy. Anh chả quá đáng cái gì cả. Đấy là do em thôi. Em cứ thử ngồi em nghĩ kỹ đi, xem anh nói có đúng hay không. Anh yêu, em bảo này, em vừa mới đi xem nhà về xong, em thấy một căn này ok la lắm. Anh sắp xếp công việc nhá, rồi ngày mai đi với em. Người ta hẹn là ngày mai qua xem, nếu mà ok thì ký hợp đồng luôn đấy. Anh bảo là chờ anh cơ mà. Chờ anh đến bao giờ hả?
Với cả dù sao cũng là nhà của em, nên là em xem trước rồi. Em không biết đâu nhá, anh sắp xếp công việc đi với em đấy. Rồi, công việc thì bận bịu, tự nhiên nó bắt anh đi ngay thì... Thôi, không phải lý do lý sự đâu. Anh nói là anh phải làm, mà cái căn đấy không dưới 3 tỷ đâu. Anh sắp xếp mọi thứ đi, ngày mai bắt buộc phải đi với em. Nếu không ấy, em không để yên đâu. Anh đi làm về rồi à? Mau tắm rửa đi ra ăn cơm nhá. Thôi, khỏi. Có coi nhau ra cái gì đâu mà ngọt với chả nhạt. Anh làm sao đấy? Chả làm sao cả. Tôi nói cho cô biết nhá, nếu cô không bán cái căn nhà ấy đi mà chuẩn bị cho tôi 3 tỷ thì đừng có mà trách tôi. 3 tỷ? Anh làm ăn gì mà cần 3 tỷ lận? Y mồm. Chuyện của cô ấy là vào trong kia bếp núc kìa. Chuyện làm ăn của tôi ấy thì kệ tôi, đừng có mà xía vào. Tôi bảo sắp xếp cho tôi 3 tỷ thì cứ thế mà sắp xếp. Anh làm ăn cái gì thì em cũng cấm cản, mà số tiền lớn như thế này. Cô làm sao nhỉ? Tôi làm thế cũng chỉ vì mẹ con cô thôi, chả vì ai cả. Đã không giúp chồng thì thôi, suốt ngày cằn nhằn, keo kiệt, bùn xỉn. Thôi, cô đừng tưởng lôi mấy cái giọt nước mắt ra thế là tôi thương, mà tôi thôi nhá. Và vật đã không làm được gì, suốt ngày ăn bám. Tôi nói rồi đấy, mai không chuẩn bị 3 tỷ ấy, thì cút xéo ra khỏi nhà. Thôi, thôi anh bảo đấy em ơi, anh bảo. Thôi hay là để anh tìm cho em căn khác nhá, chứ căn này anh không thích lắm. Không thôi cái gì cả, anh định trốn đúng không ạ? Ngày hôm nay nhất định là em phải mua cái căn này ấy. Anh hứa với em rồi thì anh phải mua nhá. Còn nếu mà anh không mua ấy, em sẽ đem chuyện của anh ấy nói cho mụ vợ già của anh biết đấy. Kìa, chuyện nào nó ra chuyện đấy chứ. Nhưng mà anh nói thật là anh thấy căn này không ổn. Không có gì là không ổn cả, em thích là được ấy. Còn nếu mà anh không mua ấy, anh có tin em gọi điện ngay cho vợ anh bây giờ không? Mà anh thích ấy, em gọi luôn cho cả sếp của anh cũng được. Thôi nào, anh xin em đấy. Không, xin xỏ. Thôi. Không, thôi. Đi vào đây. Em chào chị ạ. Sorry chị em đến muộn. Đây là chồng của em. Hôm nay em dẫn chồng em đến để xem nhà. Rồi có gì chúng ta ký hợp đồng luôn. Cái gì? Chồng cô á? Vâng. Cô nói đây là chồng cô á? Vâng. Hai người cứ xem nhà nhá. Anh đi có việc. Đừng lại. Qua lại đây. Cô nói đây là chồng cô á? Thì ai là chồng của tôi hả? Anh Lâm. Anh nói đi, anh dám phản bội tôi á, đồ khốn nạn! Chuyện này... Chuyện này cái gì? Anh Lâm... Đây là... Cô không biết à? Tôi là vợ của anh ta. Hóa ra anh bắt tôi bán nhà để có tiền mua nhà cho cô ta đúng không? Không, thực ra chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi. Anh nói thật đấy, cái số tiền đấy là để anh đầu tư cho công việc của anh. Anh không biết cô ta là ai cả. Cô ta mua trả anh đấy. Anh dám nói thế ạ? Cô ta nói anh là chồng cô ta. Anh cũng ở đây mà còn nói là không quen biết à? Uổng công bao lâu này tôi lo lắng cho anh, còn định bán cái căn nhà là của hồi môn để đưa tiền cho anh nữa. Tại vì chị ngu, chị đần nên là mới bị chồng mình cắm sừng đấy. Thôi thì bây giờ ở đây 2 năm rõ 10 rồi, chị mau ly hôn với anh Lâm đi. Cô mặt dày, cô đã mồi chài ngủ với chồng người khác như thế này mà còn dám nói như thế á? Tôi nói như thế để tốt cho chị thôi. Anh Lâm ý, anh ý hứa với tôi là sẽ mua nhà này, mua xe cho tôi này, còn cưới cho tôi nữa. Đúng không hả anh? Này, đúng không? Cô nói linh tinh cái gì đấy hả? Hả? Ai nói là cưới cô? Ai nói mua nhà, xe mua nhà cho cô? Vớ vẩn đấy. Em ơi, em đừng tin nó nói nhá. Cô nghĩ tôi bỏ vợ tôi để tôi lấy cô hả? Anh đúng là cái thằng hèn hạ mà. Đã đi ăn vụng rồi, đến lúc bị vợ phát hiện xong sợ run cầm cập như thế à? Hả? Câm mồm! Là nhá, cô im ngay nhá. Cái loại đàn bà đi thoa như cô ấy không có tư cách nói chuyện với thằng này đâu. Lượn đi! Anh đánh tôi á? Ừ. Được. Để tôi trông mắt lên xem là anh sống yên ổn được ngày nào nhá.
còn cả chị nữa. Tỉnh táo lên, cái thằng khốn nạn này này không xứng đáng với chị đâu. Đấy, em thấy không, đúng là cái loại đàn bà chớ chẽn lúc khác nhở. Anh thôi đi, đừng nói nữa, chúng ta ly hôn đi. Từ bây giờ ấy, tôi sẽ nói với gia đình tôi dừng mọi viện trợ cho công ty của anh. Cái quả này anh tự gánh đi. Ơ kìa, Hương, em nghe anh nói đã. Anh xin em đấy, cho anh một cơ hội thôi. Chứ em làm như thế, anh chết mất. Từ lúc anh phản bội tôi, thì anh phải tự biết là sẽ có hậu quả hôm nay chứ. Còn cái gì anh đã làm, anh tự chịu đi. Bạn muốn tìm một công việc kế toán, hãy truy cập ngay tìmviec.com.vn.